Thực hư MU đăng ký sao trẻ gốc Việt Nam cho đội U15. Trong thành phần đội U15 của MU vừa xuất hiện một cầu thủ trẻ được cho có mang trong mình hai dòng máu Việt Nam và Pakistan, đó là Zaria Sa. Cầu thủ sinh năm 2009 thậm chí còn có tên trong danh sách tập huấn của đội U15 Anh. Ngoài hàng loạt những cầu thủ Việt Kiều đang có những bước thăng tiến tại lục địa già như Brandon Lee, Jason Pendon Quang Vinh, Andre Nguyễn, thì mới đây, theo nguồn tin Việt Nam Football Scout, có một cầu thủ Việt Kiều đầy tài năng khác, mang trong mình hai dòng máu Pakistan và Việt Nam, đang chơi cho đội trẻ U15 Manchester United. Cái tên được nhắc đến là Zaria Sa, sinh năm 2009. Tuy sinh ra tại Australia nhưng anh cùng bố mẹ đã sang Anh định cư và sinh sống từ lâu. Tiền vệ này có bố là người Pakistan, mẹ người Việt Nam. Tuy nhiên, lại có một số nguồn tin khác cho biết cả bố và mẹ của Sa đều là người Pakistan. Zaria Sa cao 1m75, thi đấu chủ yếu ở vị trí tiền vệ trung tâm, tiền vệ tấn công. Năm ngoái, Manchester United đã chi một khoản tiền tương đối lớn để chiêu mộ Zaria Sa và hai người đồng đội với anh từ câu lạc bộ Doncaster Rovers, đội bóng hiện đang chơi ở giải hạng 4 Anh. Tại đội trẻ của MU, Zaria Sa có cơ hội tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp, so tài cùng nhiều cầu thủ giỏi trên thế giới. Đáng chú ý hồi đầu năm, Zaria đã được chọn đi thi đấu với Real Madrid và Barcelona. Ngoài ra, Sa còn được tập luyện và thi đấu cùng con trai của huyền thoại bóng đá thế giới Wayne Rooney ở đội trẻ MU. Chia sẻ sau khi con trai được gia nhập đội bóng danh tiếng MU, bố của Zaria Sa không giấu nổi niềm hạnh phúc, đó là một đội bóng tuyệt vời. Họ thực sự rất giỏi.